Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với các môn đệ: lòng các con đừng xao xuyến, các con tin vào Chúa thì hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không Thầy đã nói với các con rồi. Thầy đi để dọn chỗ cho các con. Nếu Thầy đi và dọn chỗ cho các con, Thầy lại đến và đem các con đi với Thầy. Để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. Thầy đi đâu các con đã biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với người: thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi? Chúa Giê-xu đáp: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý vị, quý chức bạn giáo thân cựu, quý cụ ông bà anh chị em, đặc biệt là quý tăng quyến rất thân mến, chúng ta bước vào tháng 10, tháng Bần Côi Kính Đức Mẹ. Chỉ khoảng chừng 10 ngày trong đầu tháng 10 vừa qua, giáo xứ chúng ta đã mất đi ba cụ bà, đều là những quý chức hàng khu phục vụ giáo xứ: cụ bà Trương Dưỡng, cụ chùm Maria Nhật, rồi hôm nay chúng ta dự lễ ăn táng cho cụ bà Anna Đại. Dưới mắt người đời, việc những người đang sống phải vì bỏ cuộc đời này phải ra đi là một thiệt thòi. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta thấy là đối với người không hiểu biết thì việc một người ra đi là đi vào cõi tiêu diệt. Nhưng mà với con mắt đức tin, tức là những người có niềm tin, thì việc những người ra đi, đặc biệt là sự ra đi của người công chính, thì là có thể nói là một mối phúc, vì là được an nghỉ, được hạnh phúc trong Chúa. Các ngài có thể chịu thanh tẩy, thanh luyện một đôi chút như thử vàng trong lửa. Và cái vàng ở đây ấy, chúng ta nghĩ đó là đức tin vững vàng son sắt. Một người mà đã đón nhận đức tin, đã sống niềm tin của mình, chịu biết bao nhiêu thử thách giữa cuộc đời này, và ngay cả những thử thách chút ít trong luyện tội thì được thanh tẩy để rồi xứng đáng được hưởng hạnh phúc trong nước Chúa. Mà có thể nói các cụ ra đi vào những ngày đầu tháng 10 này, trong cái gì đức tin, chúng ta cũng có thể thấy các cụ là những người mến Chúa, yêu mến Đức Mẹ, năng lần hạt trên bên côi. Và vì vậy chính Thiên Chúa qua Mẹ đã gọi các cụ để về với Chúa trong những ngày đầu của tháng Bần Côi này, để các cụ được an nghỉ trong nhà Chúa. Nhà đó chính là cái nơi ở, hay nói cách khác là trong ngày vừa qua, khi mà quản của bà Anna đã đẹp dù cũng quý lớn của bà, người bà con ăn một ngày là về cầm tiền chưa còn được nhiều chút bà ăn ra đi
Lên tàu và trở về châu Âu. Thế khi xuống bến tàu thì thấy trời ơi, bao nhiêu người khác đi cùng mình ấy, có người thân đã đón, người thân đã đón, chào đón vui vẻ lắm, đoàn viên vui vẻ xuống vầy. Thế bị truyền giáo một phút chặn lòng, ông cầu nguyện với Chúa, bảo lệ Chúa, sao con vâng lời bề trên đi truyền giáo ở công châu Phi xa xôi 30 năm rồi, nay con được về quê, mà sao con về quê buồn quá, chẳng thấy ai tiếp đón. Thế trong cái tinh lặng thì Chúa nói với ông, với vị nhà truyền giáo ấy là: con nghĩ đây là quê hương của con ư? Ta sẽ đón con trọng đại ở quê thật trên trời. Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Philippe đã biết: anh em thân mến, quê hương chúng ta ở trên trời. Và trong thư Côrintô là nói rõ: anh em thân mến, chúng ta biết rằng nếu ngôi nhà của chúng ta ở dưới đất này là chiếc lều bị phá hủy đi, thì chúng ta lại có một ngôi nhà do Thiên Chúa tạo dựng nên cho chúng ta, không phải do tay người phàm làm ra. Và Phaolô cho biết là bao lâu chúng ta còn sống trong thân xác ấy, thì chúng ta còn lưu lạc xa Chúa. Và Phaolô ước ao, khao khát một đấy, rời bỏ thân xác này để được ở bên Chúa. Tôi ước ao ra đi để được ở bên Thiên Chúa, được với Đức Giêsu Kitô. Và trong khi chờ đợi rời khỏi thân xác này để về với Chúa, thì Phaolô khuyên là mỗi người chúng ta hãy cố gắng làm sao sống cho đẹp lòng Chúa. Kính thưa cộng đoàn, mỗi người chúng ta có biết tích rửa tội đã được Chúa yêu thương quy tụ chúng ta trong nhà của Ngài, trong ngôi nhà chung là giáo hội hoàn vũ. Mỗi người chúng ta cũng lại Chúa ban cho ngôi nhà giáo xứ. Mỗi một gia đình chúng ta có căn nhà riêng, nhưng chúng ta đều có căn nhà chung là căn nhà vĩnh cửu ở trên trời.
chúng ta sống sao để khi rời bỏ căn nhà hay túp lều tạm ở dưới đất này thì chúng ta thực sự được chu đón về ngôi nhà bến trụ trên trời. Nhìn lại cuộc đời của bà Anna, cụ sinh năm 37, quê hương ở miền Bắc, sinh tại Bình Giang, Kẻ Sập, và khi di cư vào Nam này đã sống tại Kẻ Sập miền Nam. Có biết tích rửa tội, cụ đã trở nên con của Thiên Chúa Cha, và quê thật của cụ đích thực là quê trời. Lúc sinh thời, cụ yêu mến Chúa, tuân giữ luật Chúa, yêu mến Đức Mẹ, siêng năng lần học nâng côi. Cụ tham gia sinh hoạt giới hay đoàn thể, và đặc biệt là gánh vác các công việc nhà, để cụ ông đã tham gia vào sinh hoạt hàng khu với vai trò là phụ bạn giáo khu Thăng Thiên khóa 4. Cụ bà đã cắt gánh việc nhà, đã chăm sóc nuôi nấng các con cháu, để rồi cụ ông dành nhiều thời gian hơn để phục vụ giáo xứ. Gia đình cũng như cụ bà quảng đại với việc chung, và cũng là ân nhân của gia đình Andre, của Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi, ân nhân đặc biệt Đức Giám mục Giáo phận Đức cha Đàm Minh Nguyễn Chu Trinh, giám đốc Trung tâm Hành hương Đức Mẹ núi Cúi, cử thư phân ưu. Hôm nay cụ bà Anna ra đi, chắc chắn dưới khía cạnh con người, xã hội, cộng đoàn chúng ta là một mất mát, đối với con cháu là một sự mất mát không thể bù đắp, đau buồn. Nhưng mà với niềm tin, chúng ta lại nhìn thấy hành trình của bà Anna ra đi là về nơi ở mới, giống như lời Kinh Tiền Tụng 1 mà chúng ta đọc hay lắng nghe trong lễ an táng. Vì lạy Chúa, đối với các tín hữu Chúa, sự sống thay đổi chứ không mất đi. Và khi nơi nương náu ở trần gian này bị hủy diệt tiêu tan, thì lại được một chỗ ở cư ngụ vĩnh viễn trên trời. Cụ bà Anna rời xa chúng ta, nhưng có thể nói là trở về quê nhà thật. Bởi vì thế gian không phải là nhà, thiên đàng vĩnh cửu mới là quê hương. Amen.